Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết vùng Belgorod lại tiếp tục bị drone tấn công. Tình hình vùng Belgorod tại miền nam của nước Nga giáp với Ukraine tiếp tục căng thẳng sau khi mà Moscow khẳng định đã phá tan cuộc đột kích từ lãnh thổ Ukraine đánh vào vùng này. Chính thống đốc Belgorod cho biết là nhiều cuộc tấn công bằng drone vào Belgorod đã lại xảy ra vào lúc rạng sáng 24 tháng 5, nhưng một số lượng lớn đã bị bắn hạ. Trong một thông báo đăng trên mạng Telegram, ông Vyacheslav Gradkov cho biết rằng các vụ tấn công không làm ai bị thương, nhưng nhiều tòa nhà hành chính, chung cư và xe cộ đã bị hư hại. Vào ngày hôm qua, chính quyền Nga khẳng định đã đẩy lùi một cuộc đột kích nghiêm trọng nhất từ trước cho tới nay, xuất phát từ lãnh thổ Ukraine và đánh vào Belgorod. NATO huấn luyện phi công Ukraine lái chiến đấu cơ Hoa Kỳ F-16 tại Ba Lan. Việc huấn luyện phi công Ukraine trên chiếc máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây không khiến cho khối NATO trở thành một trong những cuộc xung đột. Người đứng đầu của NATO là Jens Stoltenberg nói hôm thứ Ba ngày 23 tháng 5, vào lúc các nước thuộc nhóm đồng minh cam kết tăng tốc độ chuẩn bị để khai giảng các khóa học. Ông Stoltenberg nói rằng thì Ukraine có quyền tự vệ, chúng tôi giúp Ukraine duy trì quyền đó, ông nói với các phóng viên ở Warsaw. Điều đó không làm cho NATO và các đồng minh NATO thăng chiến. Hôm ngày 22 tháng 5, các nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho rằng thì việc chuyển giao máy bay phản lực F-16 cho Ukraine sẽ đặt ra câu hỏi về vai trò của NATO trong cuộc chiến với Ukraine. Pháp đã huy động 35.000 người thuộc lực lượng an ninh quốc gia để bảo vệ lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024. Đây là chưa tính tới việc các lực lượng giữ gìn trật tự tư nhân và cảnh sát thành phố. Còn số 35.000 thành viên thuộc lực lượng an ninh được huy động trong một sự kiện là một con số cao kỷ lục. Theo Bộ Nội trưởng Bộ Nội vụ của Pháp để ngăn ngừa nguy cơ khủng bố tấn công mạng. Theo nhận định cho cuộc họp báo ngày 23 tháng 5 của Đô trưởng Paris Anne Hidalgo, việc hàng vài trăm ngàn người tới dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2024 sẽ là một thử thách cả về nghệ thuật, tổ chức và an ninh. Nhiều nhà tranh đấu ngăn chặn hoạt động của một phi trường ở Geneva, Thụy Sĩ. Vào ngày 22 tháng 5, khoảng 100 nhà hoạt động khí hậu thuộc nhiều tổ chức như là Greenpeace, State Roundes hay là Extension Rebellion, Spacenist Rehaution và 17 quốc gia khác đã ập vào cản trở hoạt động của cơ sở bán vé máy bay cá nhân lớn nhất châu Âu là European Business Aviation Convention and Exhibition, gọi tắt là EBACE. Mục tiêu là đòi cấm các chuyến bay cá nhân theo thông báo của Greenpeace. Các nhà đấu tranh gương các khẩu hiệu như là máy bay phản lực tư nhân đang đốt cháy tương lai của chúng ta, giết chết hành tinh của chúng ta và thúc đẩy sự bất bình đẳng. Hoạt động của công ty đã gián đoạn trong khoảng 2 giờ. Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo. Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ sẵn sàng tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo nhằm quy định các chuẩn mực tối thiểu trước khi thiết lập các luật lệ liên quan tới ngành này. Trong cuộc họp thông tin vào ngày 23 tháng 5, bà Margrethe Vestager, Ủy viên Âu Châu về cạnh tranh chuyên trách công nghệ cho EUN đã thông báo như trên. Trong thời gian vừa qua, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã cố tìm cách tăng cường hợp tác công nghệ và thương mại trong bối cảnh hai bên không có một thỏa thuận tự do mậu dịch song phương nào. Trí tuệ nhân tạo hiện là một trong những mảng hợp tác quan trọng và sẽ là một chủ đề chính tại cuộc họp Hội đồng Thương mại và Công nghệ EU-Hoa Kỳ tại Thụy Điển vào ngày 30 tháng 5. Trong khi đó, thì Italy bắt giữ nhiều người thu lại hơn 3.500 cổ vật bị đánh cắp. Vào ngày 24 tháng 5, thì cảnh sát Italy thông báo vừa triệt phá một đường dây trộm cướp và buôn bán cổ vật Hy Lạp và La Mã cổ đại. Theo đó, thì bắt giữ 16 người và tịch thu hơn 3.500 cổ vật. Trong tuyên bố, thì đội cảnh binh quốc gia Italy cho biết những người bị bắt giữ đối mặt với các cáo buộc, bao gồm là thông đồng phạm tội, khai quật trái phép, trộm cướp, buôn bán hàng hóa bị trộm cắp và xuất khẩu hàng hóa trái phép. Nhà chức trách đang điều tra hàng chục người sau khi tiến hành nhiều cuộc lục soát trên khắp cả nước. Cảnh sát đã tịch thu hàng trăm đồng tiền đồng xu bằng vàng, bạc và đồng từ thời Hy Lạp cũng như là La Mã cổ đại, cũng như đồ trang sức và vật dụng có từ thế kỷ thứ tư trước Công nguyên đến thế kỷ thứ ba sau Công nguyên. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết ASEAN đã chuyển hàng cứu trợ người dân Miến Điện vùng thiên tai. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa chuyển giao lô hàng cứu trợ đầu tiên trị giá 100.000 Mỹ Kim từ hệ thống hậu cần khẩn cấp thiên tai cho các nước ASEAN để hỗ trợ người dân Miến Điện bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Mocha. Ngày 14 tháng 5, bão Mocha đổ bộ vào Miến Điện gây ảnh hưởng tới một số cộng đồng dễ bị tổn thương ở các bang Rakhine, Chin, Bago, Irrawaddy, Sangay và Marwar.
Theo đánh giá ban đầu, bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng và cơ sở công cộng của Miến Điện. Và thiên tai này đã khiến 145 người thiệt mạng, 131 người bị thương và 912.000 người phải đi sơ tán.